Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Chuyện nước Mỹ của Tí buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị một buổi sáng an lành bên ly cà phê và chiếc điện thoại để lắng nghe kênh Chuyện nước Mỹ của Tí với Tí tin tức từ nước Mỹ. Buổi sáng hôm nay chúng ta bắt đầu bản tin bởi bản tin vận tải ở Hoa Kỳ. Tàu chở hóa chất giặt khô trật bánh ở Pennsylvania phải sơ tán, không có sự cố tràn hoặc thương tích nào được báo cáo trong vụ trật bánh CSX xảy ra ở thị trấn White Marsh gần Philadelphia. Một đoàn tàu chở hóa chất dùng để giặt khô quần áo bị trật bánh vào đầu ngày thứ hai, khiến người dân phải sơ tán ở vùng ngoại ô Philadelphia. Trong trường hợp mới nhất là một đoàn tàu chở hàng trật khỏi đường ray. Tàu CSX bị trật bánh vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng trên đường ray Norfolk, Southend ở White Marsh Township, Pennsylvania, cách trung tâm thành phố Philadelphia khoảng 14 dặm. Không có thương tích hoặc sự cố tràn hóa chất nào được báo cáo. Các nhân viên của cả hai tuyến đường sắt đã có mặt tại hiện trường, trong khi bắt đầu nỗ lực dọn dẹp, các quan chức đường sắt cho biết. CSX cho biết 16 trong số 40 toa đoàn tàu bị trật bánh, trong đó có một toa chở tetrachloroethylene, một chất được sử dụng rộng rãi để giặt khô, trong khi đồ đạc của các toa khác không có sẵn ngay lập tức. Người phát ngôn của CSX Sherry Bowman cho biết nguyên nhân trật bánh đường tàu dường như là một hố sụt xuất phát từ các vấn đề liên quan đến thời tiết. CSX cho biết trong một tuyên bố không có dấu hiệu rò rỉ hoặc tràn đổ các vật liệu nguy hiểm và không có thương tích nào đối với nhân viên của đoàn tàu. Norfolk Southern cho biết trong một tuyên bố không có rủi ro nào đối với công chúng. Vụ trật bánh xảy ra gần 6 tháng sau khi một vụ trật bánh ở Norfolk Southern ở Ohio đã thúc đẩy nhiều cuộc điều tra liên bang và khuyến cáo an toàn. Sự cố đó đã làm tràn một loại khí dễ cháy gần đông Palestine, gây ra mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy những lời kêu gọi về quy định chặt chẽ hơn và mức phạt cao hơn đối với các vi phạm an toàn đường sắt. Vụ trật bánh đó là do vòng bi bánh xe quá nóng trong 149 toa của đoàn tàu, hàng chục toa trật khỏi đường ray, trong đó có 11 chiếc chở hóa chất độc hại bắt đầu bốc cháy. Cư dân gần đó đã được sơ tán và vẫn còn thắc mắc về những ảnh hưởng đối với sức khỏe của họ. Vào thứ hai, những người phản ứng đầu tiên của thị trấn White Marsh đã sơ tán cư dân và doanh nghiệp gần địa điểm trật bánh nhất, thị trấn cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng đó là cuộc sơ tán phòng ngừa và rằng không có mối nguy hiểm nào được biết đến đối với công chúng, các quan chức đường sắt cho biết. Lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ vào lúc 9 giờ sáng. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang, khoảng 1.000 chuyến tàu trật bánh hàng năm trên toàn quốc, từ những rủi ro nhỏ đến sự cố nghiêm trọng, hầu hết xảy ra ở tốc độ thấp trong khu vực đường sắt. Và bản tin số 2, chúng ta đi qua ngành y. Y tá có bằng tiến sĩ có nên được gọi là bác sĩ không? Và vụ kiện nhằm vào quy tắc ở California. Sau 14 năm đứng lớp và kiếm được nhiều bằng cấp, Jacqueline Palmer muốn tự gọi mình là doctor. Học viên y tá ở Lancaster ở California đã lấy bằng tiến sĩ về thực hành điều dưỡng bằng cấp cao nhất hiện có trong lĩnh vực của cô. Từ Đại học Chamberlain cho đến năm ngoái, Palmer đã tự giới thiệu mình là bác sĩ với các bệnh nhân của mình, ký tên với chữ doctor và có tiền tố màu tím theo trước tên của cô ấy trên áo khoác của bác sĩ lâm sàng. Sau đó, Palmer biết rằng điều đó có thể đủ để nhấn chìm sự nghiệp của cô. Vào tháng 11, các công tố viên đã thông báo rằng Sarah Ernie, một y tá khác ở California có bằng tiến sĩ, sẽ trả gần 20.000 đô la cho một vụ dàn xếp dân sự vì bị cáo buộc mô tả mình là bác sĩ trên trang web chuyên nghiệp và phương tiện truyền thông xã hội. Tôi đã bị sốc, Palmer nói với tờ Washington Post. Theo luật California, chỉ bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật mới có thể sử dụng các từ bác sĩ hoặc tiền tố doctor. Khi công bố hình phạt dành cho Ernie, các công tố viên cho biết việc thực thi các hạn chế là cần thiết để bảo vệ công chúng khỏi bị lừa dối. Palmer đã mô tả bằng cấp điều dưỡng của mình và làm rõ rằng cô ấy không phải là bác sĩ bất cứ khi nào cô ấy giới thiệu mình là bác sĩ và bệnh nhân của cô ấy hiểu cô ấy nói. Nhưng hình phạt nặng nề mà Ernie phải đối mặt đã khiến cô ấy bối rối và cô ấy cảm thấy mình không nên đối mặt với nguy cơ pháp lý vì đã mô tả bằng cấp mà cô ấy đạt được. Vì vậy, tháng trước, Palmer và hai y tá có bằng tiến sĩ điều dưỡng đã kiện Tổng chưởng lý California và các nhà lãnh đạo của Hội đồng Y tế California và Hội đồng Điều dưỡng đã đăng ký California, lập luận rằng họ có quyền tự gọi mình là bác sĩ, vụ kiện tìm cách ngăn cản vĩnh viễn tiểu bang thi hành luật. Đó không phải là một chuyến đi của cái tôi, đó không phải là một chuyến đi của quyền lực, Palmer nói. Đó chỉ là sự xác nhận rằng
tôi đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí như ngày hôm nay. Một luật sư đại diện cho các quan chức nhà nước đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận này. Các học viên y tá, những y tá đã đăng ký, đã hoàn thành các bằng thạc sĩ và được đào tạo bổ sung khác với bác sĩ, những người đã học qua trường y và có phạm vi hành nghề rộng hơn. Cả hai đều có thể chẩn đoán tình trạng và đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính. Mặc dù ở một số tiểu bang, bao gồm cả California, y tá hành nghề phải được các bác sĩ giám sát. Donna Matters, luật sư đại diện cho Palmer và các đồng nguyên đơn của cô cho biết, một số tiểu bang quy định việc sử dụng chức danh bác sĩ, nhưng luật của California nghiêm ngặt nhất trong nước, nó hạn chế bất cứ người nào sử dụng các từ bác sĩ hoặc tiền tố doctor trong các bảng hiệu hoặc quảng cáo mà không có giấy chứng nhận hợp lệ là bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật. Matthias nói, nếu bạn đọc luật theo nghĩa đen, thì có vẻ như nó cấm ngay tất cả các tiến sĩ và giáo sư đại học sử dụng chức danh này. Matthias cho biết, trên thực tế, việc thực thi các hạn chế ở mức độ nghiêm trọng như vậy là rất hiếm, nhưng cô ấy nói rằng cuộc đàn áp Ernie bắt nguồn từ một khiếu nại nặc danh đã tạo ra một tiền lệ đáng sợ. Các công tố viên cáo buộc rằng Ernie, người có bằng tiến sĩ về điều dưỡng, đã điều hành một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe với một bác sĩ giám sát và tự gọi mình là Dr. Sarah Ernie trên mạng xã hội. Ernie, người không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, đã bị Hội đồng Y tế tiểu bang phạt $2,500 ngoài giải pháp pháp lý theo vụ kiện của Palmer trong một buổi gây quỹ trực tuyến. Ernie phủ nhận việc giới thiệu mình là bác sĩ và cho biết cô đã đóng cửa phòng khám ngay sau khi chính quyền bang bắt đầu điều tra cô. Palmer cho biết cô không muốn đối mặt với một cuộc điều tra tương tự. Cô ấy đã rất lo lắng sau khi nghe tin về hình phạt của Ernie đến nỗi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã kêu gọi các bệnh nhân của mình ngừng gọi cô ấy là bác sĩ vì họ phản đối. Palmer nói, tất cả họ đều nói rằng họ biết rằng tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó. Họ biết rằng tôi là một học viên y tá, không có sự hiểu lầm nào cả. Palmer và Matthias nói rằng các loại chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác có bằng tiến sĩ như bác sĩ chỉnh hình hoặc nha sĩ thường tự mô tả mình là bác sĩ và họ có thể làm như vậy. Đối với cô ấy, danh hiệu này phản ánh thời gian và nỗ lực mà cô ấy đã đầu tư để theo đuổi bằng cấp của mình và chuyên môn sâu hơn mà cô ấy đã đạt được từ nó. Cô nói, từ vựng bác sĩ không thuộc về bác sĩ, chúng ta cần giáo dục mọi người, bệnh nhân rất thông minh, họ có thể hiểu được sự khác biệt. Và bản tin y tế y khoa cũng đã kết thúc cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng ở tại Hoa Kỳ cũng có những cái chuyện nghe có vẻ là buồn cười, nhưng mà đối với chúng ta thì nó rất là lạ, đúng không quý vị khán giả? Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin nước Mỹ buổi sáng của Tí sáng ngày hôm nay, và chúc quý vị một buổi sáng an lành và mọi việc hanh thông. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều và chào tạm biệt. Hẹn quý vị khán giả trong những bản tin kế tiếp. Bye!